quay vào gần đây đầu đấy như này khô đầu khô đây là đầu khô lúc ấy mình đi đến cái mình cũng không biết như nào mà cô ấy cũng ngửa giờ cảm thấy người anh cảm thấy như nào rồi giờ xong rồi mình đợi anh em lên thì mình cũng đi về quán luôn.